Thưa quý vị, trong đêm qua ngày 4 tháng 8, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca dương tính tại khu vực Kiệt 356 Ngũ Hành Sơn. Công tác truy vết khoanh vùng tiếp tục được địa phương khẩn trương triển khai. Trong số 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 được CDC quận Ngũ Hành Sơn thông báo vào đêm hôm qua, thì có 2 ca chưa xác định được nguồn lây. Trước đó, vào đêm ngày 3 tháng 8 và sáng ngày 4 tháng 8, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan sau khi có một ca mắc COVID-19 tại tổ 63 được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc đại diện hộ gia đình và một ca dương tính tại tổ 64 được phát hiện khi đi khám tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Như vậy, đến nay, tại khu vực này có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo của phường cũng như Ủy ban nhân phường, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo lực lượng y tế phối hợp với lại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tiến hành là truy vết nhanh và khoanh vùng đối với lại hai cái trường hợp mà dương tính này. Đồng thời thì cũng đã đề nghị với lại Trung tâm Y tế quận phối hợp để lấy toàn thể cái mẫu xét nghiệm đối với các cái những cái người đang sinh sống tại hai cái tổ này để kịp thời là truy vết tiếp tục và khoanh vùng để có cái hướng xử lý tiếp theo. Và qua cái yếu tố nguy cơ cộng đồng thì chúng tôi đánh giá đây là một trong những cái yếu tố rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta không kịp thời truy vết khoanh vùng để dập dịch thì cái việc mà lây lan trong cộng đồng là nguy cơ rất cao. Hiện phường Mỹ An đã tiến hành chốt chặn, phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực tuyến đường nơi có các ca dương tính sinh sống, đồng thời chờ kết quả và đánh giá nguy cơ từ CDC quận để đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thiết lập khu vực cách ly y tế tại khu vực Kiệt 356 Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường Mỹ An 24, Hoài Thanh tiếp tục tăng tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Thưa quý vị, trong bối cảnh mà dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, thì mỗi một người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về giãn cách xã hội cũng như quy tắc 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, người dân nếu có các triệu chứng của dịch bệnh hoặc liên quan đến thông tin dịch tễ của các ca mắc COVID-19 thì cần liên hệ đến cơ quan y tế gần nhất.